saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. Cái bên này còn trong một người cứ đứng bên này vậy. Lâu quá nhỉ, còn nhớ không? Còn nhớ Vinh không? À, đứng cầm sao cũng được. Ok. Bây giờ mình vô luôn phải không? Hỏi nó hết chưa? Bên này gái mời mình vô nhà. Vậy thôi. Rồi đi ha. Hôm nay là ngày lần tháng tốt và cũng trải qua nhiều thời gian mà hai em đã tìm hiểu nhau trong sự yêu thương. Trước sự chứng kiến của tứ thân phụ mẫu, họ hàng hai bên cho phép đã cùng nhau chọn ngày hôm nay để làm lễ đính hôn cho hai em Huyền Lê và Việt Nguyễn. Đầu tiên cho chương trình lễ đính hôn hôm nay, Vinh xin được thay mặt họ nhà trai xin trân trọng giới thiệu ba mẹ của chú rể. Giờ đây ba mẹ của chú rể đây. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu anh chị hai và các cháu. Anh chị hai và các cháu đây. Và anh chị ba và hai cháu. Anh chị ba và hai cháu đây. Hai em út và các cháu. Và xin trân trọng mời ba của chú rể có vài lời đến với quan viên hai họ và cô dâu chú rể. Của em trai Việt Cường với đại diện gia đình ba mẹ con bé trai chúc hai em được trăm năm hạnh phúc, cuộc sống viên mãn trong một gia đình đầm ấm. Và cảm ơn hai gái đã tiếp đón và tất cả mọi người được vui khỏe trong bữa tiệc cũng như bữa đến hôm nay. Xin cảm ơn anh hai của chú rể thật nhiều. Chào pháo tay đến anh hai của chú rể đã phát biểu lời chào chúc mừng trong ngày hôm nay. Và tiếp theo phần lễ vật của bên nhà trai sẽ được nhận bởi bên nhà gái. Và xin nhà gái vui lòng chấp nhận. Bên nhà gái xin đại diện bên nhà gái, mời đại diện bên nhà gái ra nhận lễ vật. Xin mời nhà gái sướng lên dùng mở cái quà lễ vật ra. Trong sinh lễ của nhà trai đưa qua thì có cái gì xin nhà gái sướng lên. Giờ đây
Và đây lễ vật của đàn trai đưa qua. Lễ vật gồm có dạ, trà. Dạ, đây là lễ vật trà của bên nhà trai đưa qua để làm xin lễ giao trong ngày hôm nay. Dạ, kế tiếp là trái cây, nho để làm xin lễ cho ngày hôm nay. Và cái tiếp là bánh su xe, bánh quà và bánh phu thai của bên đàn gái gửi đến cho gia đình nhà gái. Và tiếp theo là rượu để gửi đến xin lễ cho ngày hôm nay. Và tiếp theo là bánh xin lễ trong ngày hôm nay. Và cuối cùng là cam, quýt, trái cây để gửi đến xin lễ trong ngày hôm nay. Cậu Sơn đến từ Dallas. Anh chị Ba Hồng và Chiến đến từ Fairview. Có thêm dì Cà đã đến Dallas. Có anh chị Sáu Phú Hương, hai cháu đến từ Springdale. Xin trân trọng mời mẹ của cô dâu xin đại diện Ngọc nhà gái. Đại diện nhỏ gái có vài lời đến gửi đến nhà trai cho ngày đến hôn nay. Thì vẫn trân trọng giới thiệu họ bên cô dâu hiện nay trong ngày lễ đính hôn của Hiền và Việt. Và xin trân trọng giới thiệu đến dì Dượng Tuyết đến từ Dallas. Dạ, dì Dượng Tuyết đến từ Dallas ạ. Nhà trai tới đây để làm lễ đính hôn. Hôm nay ngày Tây là ngày 17 tháng 6 2023 Quý Mão. Có hai họ đầy đủ, tôi rất là cảm động và vui mừng. Hai cháu được thành hôn. Rồi, xin cảm ơn mẹ của cô dâu. Và để tiếp tục chương trình, mẹ của cô dâu xúc động quá, cảm xúc của mẹ hôm nay dân chào vui ngày con của mình cho nên hơi xúc động chút xíu. Và để tiếp tục chương trình, xin mời mẫu thân đưa cô dâu ra mắt hai họ. Em biết. Và để làm bằng chứng tình yêu là giờ phút hạnh phúc nhất của hai em trước sự chứng kiến của mọi người, xin mời chú rể trao nhận đính hôn cho cô dâu và thể hiện niềm yêu thương của mình. Đeo nhẫn xong rồi nhớ hôn các ta động đà. Ok rồi, thể hiện niềm yêu thương nhé. Giờ xin một tràng pháo tay đến bây giờ chú rể. Xin cảm ơn sự chân thành và chiều mến của chú rể dành cho cô dâu trong ngày trọng đại của mình. Giờ đây xin mời chú rể và cô dâu cùng nhau rót rượu, mời tứ thân phụ mẫu để tỏ lòng biết ơn sâu xa và công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ hai bên. Hôn lại chứ hả? Dạ. Dạ, tiếp theo chương trình thì mời cô dâu và rót rượu, mời ba mẹ chồng. Mời ba mẹ chồng trước. Cũng phải hôn lại chứ hả?
Dạ. Dạ, tiếp theo chương trình thì mời cô dâu và rót rượu, mời ba mẹ chồng. Mời ba mẹ chồng trước. Đó là ly rượu của cô dâu mời đến ba mẹ chồng của mình để chứng tỏ sự thành kính có đối với cha mẹ. Và bây giờ mời chú rể mời rượu cho bên mẹ của cô dâu và dì. Dạ, vào chương trình mời xong đến đây. Cho chú rể trong ngày hôm nay. Quý vị có tên là cô ạ? Dạ, rất là xin chào hôm nay. Mời ba mẹ cũng muốn con được phú quý, được giàu sang và phải tặng những món quà ý nghĩa trong ngày hôm nay cho cả lễ đính hôn. Trước hết xin gặp mừng những người ở anh chị ở Việt Nam, đại diện cho anh chị Việt Nam gửi chúc mừng cho cô dâu chú rể ngày hôm nay là chị Hiền, anh Hùng và Hằng gửi cho Hiền. Dạ, xin chào bó tay đến những món quà của chúng ta và những người đến Việt Nam để quan tâm cho chúng ta. Ok, can I help you one? Mở luôn. Đúng. Dạ, đây là quà riêng của anh chị ba, trời rất đẹp quá, đồng hồ với nhẫn rất là đẹp. Xin chào pháo tay đến anh chị ba mình đó. Đó là quà nãy mình đưa đây, con được cái chuyến không? Dượng em. Lấy cho con dượng, lấy cho con thường. Rồi, xin cảm ơn anh chị ba thật nhiều. Có chụp phần luôn không? Mời camera. Take the picture please. Please take the picture. Mời take the picture please. Nói đâu có chạy đâu. Cứ cầm lấy căn căn thôi nha. Cầm lên chú ký. Như vậy là đám cưới xong là cô dâu chú rể là hu luôn đó nha. Dạ. Đi tuần trăng mật thoải mái. Mời tất cả quý vị, please.
Dạ, xin cảm ơn món quà của bên đàn gái, của mẹ cô dâu, anh chị ba, anh chị sáu và những anh chị em, hai bác lên tặng quà. Ba mẹ của chú Lã lên tặng quà cho cô dâu và chú Lã. Dạ, đôi bông tai của mẹ của chú đã tặng cho cô dâu, có đẹp không ạ? Nếu được xin cho trời qua tay rồi. Mẹ cô dâu, của mẹ chú đã tặng cho cô dâu. Xin một tràng pháo tay đến quà tặng của cô dâu. Dạ, dì cả không? Dạ, xin mời dì cả lên tặng quà. Dạ. Hôm nay là ngày vui của hai em, không có hai em, hai cháu. Nên dì có chúc quà mọ gửi cho hai cháu. Chúc cho hai cháu lúc nào cũng vui vẻ như ngày hôm nay, mãi mãi và luôn hạnh phúc. Phải sự như ý. Yeah, mãi mãi vui vẻ trọn đời. Chúc mừng cho Đường mình ơi, hôm nay là ngày vui của hai đứa nha. Dường như dịp mai con sẽ hai đứa. Để chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc nha. Rồi ngày đầu hai đứa quen nhau vui vẻ, sao đến ngày đụng răng luôn nha. Dạ. Rồi cảm ơn. Và cũng xin giới thiệu, trân trọng giới thiệu là có chú Chính và chú Hòa đến từ Houston. Nhà trai hôm nay đến lượt anh hai sẽ lên tặng quà cho hai em. Wow, cái này cũng nặng nha. Dạ, anh hai không có gì hơn ngoài điều kiện, nên xin tặng cho hai em một bức tranh. Nhân ngày vui hạnh phúc của hai em, gia đình anh hai gửi lời chúc phúc đến hai em bằng món quà đem niềm hạnh phúc, đó là trăm năm hạnh phúc, và mong muốn gia đình thật là hạnh phúc và dồi dào sức khỏe. Dạ, xin một tràng pháo tay, cảm ơn anh hai. Ngoài sự hạnh phúc thì anh hai còn có một những đồng tiền may mắn đem lại sự thành công, thành đạt, tấm tài tấm lộc, đó là bản sự như ý. Rồi, tình như mọi người nhìn vào nha. Chị ba của chú Lợi.
Văn nghệ vui của hai em, hai đứa. Thì anh ba với chị ba, gia đình anh ba không có gì. Có một chút quà thay lời nói, chúc những gì giống như bất hạnh. Cho cần thấy không? Xin một tràng pháo tay đến bức tranh của sổ đỏ sổ hồng tính sao hả? Giờ cứ hạnh phúc trước đã, cái sổ hồng sổ đỏ tính sau. Xin chúc hai anh chị sống đáng nhớ ngày hôm nay. Ở đây cả mẹ mẹ của chú đã sau khi suy nghĩ không bị đỏ ra tiếp cho mẹ lên. Suy nghĩ chắc chưa đủ, hình như trong đó có sổ đỏ sao? Có sổ đỏ chưa ghi, nhớ nhà nào thì ok để cho chú nhé. Đó là thẻ đỏ đó. Muốn chụp hình với cô dâu chú rể thì luôn tiện chụp trong bây giờ luôn cho đỡ trong chiều nay. Nhiều hạnh phúc trong con trăm năm được, trăm năm lâu lắm, con 900 năm rồi. Chúc nhiều hạnh phúc, nhiều nghề, chúc chiều này gặp nữa. Chị cười. Cười cho đời quá khổ. Không, chứ nào có phép bổ gì đâu. Cười đi, cười đi. Hai họ, hai bên luôn. Đứng đây chặt luôn. Mà cái khô lên đi hết hết luôn, yeah. Con đầu luôn. Rồi thẳng đứng đó, cái mình đứng xung quanh đây bắt đầu quay hết luôn. À, đi vô đứng hết luôn. Đứng là còn số phải xéo xéo. Yeah, la dance. Wait, should it be boy, girl, boy, girl? Yeah. I don't know.
Đây đây. Some might say that I'm a loner, but I just call it being free. I am my heart's only owner. I used to be, 'cause now a wildfire is raging deep inside, and my heartstrings are pulling like the tide, and the match that drew a spark was a single stolen key. I've kept my feelings grounded and gone without